Mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều Phật tử đã tình nguyện tham gia các hoạt động báo ân nơi các chùa chiền. Tại chùa Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, một trong những hoạt động thiện nguyện ấy là tặng các bức thư pháp miễn phí cho khách hành hương. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Nguyễn Hữu Pháp, người viết thư pháp ở Đà Nẵng đã được nhiều người biết đến. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như tặng chữ miễn phí, viết thư pháp đấu giá, gây quỹ từ thiện tại các chùa. Đến ở đây em mong được cầu nguyện cho gia đình em được hạnh phúc và qua được cái chữ tâm là làm cho em được tịnh tâm hơn và có cảm giác là tâm của mình được thanh thản hơn. Với ông đồ trẻ Nguyễn Hữu Pháp, việc viết thư pháp không chỉ để thỏa đam mê về cách thức rèn rũa tâm hồn mà còn để chiêm nghiệm, thể hiện cuộc sống qua từng nét chữ. Ngoài việc làm từ thiện bằng cách cho chữ, Nguyễn Hữu Pháp còn mở nhiều lớp học miễn phí dạy cho hàng trăm học viên đam mê viết thư pháp. Hiện tại thì mình đang là bên kinh doanh cho nên mình cũng muốn có một cái gì đấy thôi để nó cân bằng lại cuộc sống sau những cái thời gian làm việc của mình. Theo thầy đồ Nguyễn Hữu Pháp, để học viết thư pháp đầu tiên phải học điều khiển cây cọ, tạo nét cơ bản, từ đó mới đến bảng chữ cái, giáp chữ, giáp bố cục và sáng tạo hình. Chỉ có những người thật sự đam mê loại hình nghệ thuật này mới có thể gắn bó với lớp học lâu dài. Thì cái áp bộ của mình thì có rất là nhiều, nhưng mà cái áp bộ lớn nhất của mình, của cái đam mê thư pháp của mình có thể là hy vọng một lúc nào đó cái thư pháp Việt của chúng ta có một cái cơ bản riêng và một cái hệ thống lý luận tương đối là rõ ràng mạch lạc để mà thư pháp có thể đưa vào học đường. Cũng rất là lâu rồi mình cũng mong muốn là ở Đà Nẵng có một cái gọi là phố ông đồ dành cho những người đam mê thư pháp và cũng có mong muốn là cống hiến những tác phẩm nghệ thuật và kiếm tiền từ bộ môn thư pháp mà một cách nó trang nhã, nó đẹp và nó đúng chất của thư pháp. Hiện thành phố Đà Nẵng có khoảng gần 20 ông đồ trẻ viết thư pháp chuyên nghiệp, nhưng Nguyễn Hữu Pháp là người tiên phong chỉ cho chữ mà không bán chữ. Ông đồ này luôn chọn cho mình những lối đi riêng, đó là thường xuyên tình nguyện đến những vùng quê nghèo như Quảng Nam, Hà Tĩnh để cho người dân chữ.